mà đấu đường dây điện hết gọn gàng vô thì ta sẽ cấp vào cho heo, sau đó bật công tắc máy on và quay cũng bơm, thì cũng bơm này quay thấy phun vào ra không? Vào phun ra nó thử nghĩ là ok, bơm này ok ha, heo này ok, hộp ok rồi.